vào bộ chúng ta kê các bạn nhá, giác 41. Các bạn chỉ việc cầm cái búa cao su đóng thôi. Các bạn để cân tay cầm búa cao su đóng các bạn nhá. Nó sẽ vào. Đấy. Con nào không cân thì gọi cận ra đóng lại. Đấy bạn thấy không? Rất là đơn giản luôn. Xong các bạn nhá, giác 41 form Hàn Quốc chuẩn. Và mình sẽ truy điểm camera bên lái đó, các bạn xem tiếp. Mình 1 phút nữa thôi các bạn nhá. Các bạn nhớ qua số nhà 110 các bạn nhá, đường lối 10 các bạn nhá.